quần jeans miming looming killing dough. Lấy một chiếc mẫu thầu sau 30 năm rong chơi chở thợ ông bố những mấy lên đầu. Không có Gucci hay Gabbana, luôn có trên phố như Superstar. Xin đừng cho drama is my papa. Vừa rồi lượt đi thật thanh lịch, một ngày trôi qua như một vở kịch. Về sự nghiệp và cái tê lên cao, mà thị trường có một chút lao đao. Tìm bắt đầu bây giờ đây, nàng ở đâu tìm có cả cái tầng mây. Chậm màn một cô bay nàng ở đây ho sao cứ đi loanh quanh tâm trí chẳng vì cứ mê lung tung cứ mê ung dung chẳng một ai chịu nói ra rồi người đó cũng sẽ đến thôi ngày hôm nay hãy tới lên trường và wow cuộc tình này đẹp là thế hãy đi kết duyên vào trong dù cho cuộc sống có bao dung vừa là sống chung đêm sâu lòng mặc kệ mà mai đừng là con sai thì người đàn ông và cái nhân này do you know why because it's my daddy. Vì cho nên là anh chưa xong chuyện để làm mở đóng ở công ty nên em không còn đi nè. Xong đưa con đi thăm ông bà, hay đưa con đi chơi. Anh sẽ hứa là khi về anh sẽ lau nhà, tặng ly đường lâu không để em ở đâu nè. Xin một ngày nọ, đã đi chợt chạm mặt một cô gái. Nàng thật hay ho, sao cứ đi loanh quanh tâm trí. Chẳng vì cứ mấy lung tung, cứ mấy ung dung. Chẳng một ai chịu nói ra, rồi người đó cũng sẽ đến thôi. Ngày hôm nay anh ta lên trước ba. Nhìn băm mà xem cứ bước nó mày sẽ trở thành người bất bại.